Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của tôi. Tôi là Kiều Minh Đức đây. Thì gần thời gian vừa qua thì có nhiều bạn inbox cho tôi về cái vấn đề gọi là đổ bóng trong hệ thống điện năng lượng mặt trời. Người ta hỏi rằng là anh ơi, tại sao em lắp mà lại hiệu suất nó thấp thế này nhỉ? Thì tôi mới yêu cầu họ quay lại cho tôi một cái dàn pin năng lượng mặt trời. Thì đó là thực ra thì là do cái hiện tượng đổ bóng cho nên là nó sẽ không đạt được cái hiệu suất của tấm pin năng lượng mặt trời, mà hiệu suất nó thấp tẹt luôn ạ. Cho nên trong cái video này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cái hiện tượng đổ bóng này, cũng như là một cái ví dụ của một cái người anh bạn mà tôi sưu tầm được trên mạng, và để các bạn tránh cái hiện tượng sau này khi mà lắp đặt cái dàn pin năng lượng mặt trời cho gia đình mình thì không bị cái hiện tượng đổ bóng này gây giảm cái hiệu suất đi, từ đó mà đảm bảo cái hiệu suất cho cái dàn pin năng lượng mặt trời. Hãy cùng tôi theo dõi cái video mà tôi sắp trình chiếu cho các bạn sau đây, các bạn biết được về cái hiện tượng này và tránh mắc phải sai lầm đáng tiếc này trong khi lắp đặt cái hệ thống điện năng lượng mặt trời. Tôi có một cái video đã sưu tầm ở trên mạng các cái trang về điện năng lượng mặt trời đấy, thì tôi sưu tầm được một cái dàn pin năng lượng mặt trời này. Thì anh này chia sẻ là cái 2 giờ đây, bây giờ là cái dàn pin này là hướng là 2 giờ chiều đấy mà đã bị che bóng như thế này rồi. Thì để tôi cho các bạn xem cái video này và tôi sẽ bình luận về nó, và tôi sẽ chỉ cho các bạn, chia sẻ cho các bạn là cái cách làm như thế nào để khắc phục được cái hiện tượng che bóng này, để tránh mà gây ra những cái hậu quả mà không mong muốn. Khả năng là do pin lắp kiểu này là không đúng kỹ thuật rồi. Con trước che con sau cũng khá nhiều, bây giờ là 2 giờ rồi mà nó che mất khoảng tầm một khoảng 10 mấy phân một tấm rồi. Đấy, như vậy các bạn đã vừa xem xong cái video này. Này, tôi chỉ cho bạn này. Đây là tấm trước và tấm sau này, là tấm trước che mất tấm sau này, là một cái cell, một dãy cell này. Đấy, thì khi mà các bạn biết rằng cái tấm pin năng lượng mặt trời này là tấm pin liên thể, không phải liên thể mà là full cell, là full cell, và có hiện tại là có trên thị trường có hai loại pin, đó là pin full cell và pin half cell, mà cái này là loại full cell, tức là loại full cell có nghĩa là các cái bus bar này, các cái đường chỉ nối này là nối tiếp với nhau. Mà khi mà một cái tấm bị che hay là một cái miếng bị che, một cái cell này bị che, thì những cái dòng bus bar hay là những cái thanh nối này nó sẽ nối tiếp với nhau, mắt nối tiếp với nhau, dẫn đến là một tấm, một miếng, một cell mà không có điện thì tất cả những cái tấm còn lại là đều không có điện, những cái cell còn lại là đều không có điện đâu. Và các bạn biết rằng là những cái tấm này là bắt nối tiếp với nhau trong một cái kênh, một cái chuỗi, một cái string, thì những cái tấm này nó bắt nối tiếp với nhau, tấm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tấm này là bắt nối tiếp với nhau, do đó cả cái kênh này là không có điện. Không có điện thì các bạn biết điều gì xảy ra rồi đấy, hoặc là có điện nhưng mà điện là rất là ít, do đó là giảm cái hiệu suất cực kỳ là nghiêm trọng đấy. Thì đó là cái cách, đó là nhận biết được cái hiện tượng đổ bóng này gây ra cái tác hại gì là như thế. Và tôi cũng đã từng bị những cái hiện tượng như thế này rồi, do khi đó là do cái kinh nghiệm tôi còn thiếu. Thì bây giờ tôi chia sẻ lại cho các bạn để các bạn sau này khi lắp đặt là không bị đổ bóng. Mà tôi không biết được rằng khi một tấm bị che thì cả cái dãy đấy là bị mất điện hết toàn bộ. Đã rồi thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để khắc phục cái hiện tượng này như sau. Thì ở đây người ta lắp cái dàn khung này là theo cái kiểu là nghiêng, là mỗi dãy này là nghiêng, hai tấm, ba tấm này là nghiêng, thì mỗi khúc này là nghiêng một tí, thì cũng được, độ nghiêng là khoảng 15 độ gì đó là rất là ok rồi. Có một điều ở đây là các bạn lưu ý khi mà lắp đặt khoảng cách giữa hai dãy pin. Trường hợp thứ nhất là các bạn lắp đặt theo kiểu này, đó là hai dãy pin thì là khoảng cách giữa tấm sau và tấm trước là cách nhau 1 mét, thì như vậy ở đây là vừa này, cái chỗ mà tôi đang chỉ con trỏ con chuột đây này,
cách nhau tấm này và tấm này là 1 mét là hợp lý. Thì để tránh cái hiện tượng là bị đổ bóng thôi. Thì cái khi mà ánh nắng nó chiếu vào tầm khoảng 3 giờ chiều nó chiếu vào ấy, thì nó nghiêng cái tấm này, nó nghiêng thì nó đổ cái bóng này xuống đây, nó không bị chạm vào cái tấm đằng sau. Chân đến là giảm hiệu suất. Là cách thứ hai, này tôi có một cái hình khác đây, lấy hình khác để xem nào, có hình nào để đi tôi... đây hình này cũng được. Thì các bạn chú ý là cái các cái tấm pin năng lượng mặt trời của chúng ta có thể là lắp theo kiểu như này, đó là bằng nhau hẳn luôn, chúng bằng nhau nằm trên cùng một mặt phẳng và không phải là cái ba tấm một theo một hàng như thế, mà là đây là 4 4 32 tấm. 12 tấm này là bắt nối tiếp với nhau và nằm trên cùng một mặt phẳng, dẫn đến là không bị cái hiện tượng đổ bóng và không bị che bóng như cái dàn kia của họ lúc nãy. Thì anh kia lúc nãy lắp đặt là 13 tấm một hàng, thì của tôi ở đây là 12 tấm nằm trên một mặt phẳng. Là cách này cách tối ưu hơn mà tiết kiệm được cái không gian hơn. Thì cái không gian này thì các bạn có thể là hàn những cái thanh này này, thanh sắt này, hàn nằm trên cùng một đoạn phẳng thôi là được. Một thanh này ở đây, thanh này đầu này, mấy thanh bắt ngang nữa rồi bắt ranh nhôm lên. Như vậy là chúng ta đã có một cái dàn và không bị che bóng như cái này. Cái này rất là dở, bắt như thế này cũng được nhưng mà rất là dở và lâu hơn, làm lâu hơn. Thế đây thì tôi vừa chia sẻ cho các bạn là cái về cái hiện tượng đổ bóng và cái cách khắc phục cái hiện tượng đổ bóng này và kỹ thuật lắp đặt làm sao là lắp đặt cho chuẩn, cho chính xác để tránh cái hiện tượng là bị đổ bóng và gây ra những cái hậu quả không mong muốn. Thì chúc các bạn thi công được một cái hệ thống điện năng lượng mặt trời cho gia đình mình đúng kỹ thuật để tránh xảy ra những cái điều mà không mong muốn, đó là hiệu suất bị giảm một cách là nghiêm trọng và không đạt cái yêu cầu về kỹ thuật. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của tôi. Nếu cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức hơn nữa về hệ thống điện năng lượng mặt trời. Xin chào và hẹn gặp lại, tôi là Kiều Minh Đức. Nếu có bất kỳ khó khăn nào và cần hỗ trợ về cái hệ thống điện năng lượng mặt trời này, về kỹ thuật, về vật tư, về nhân công và về marketing quảng cáo thì hãy gọi điện cho tôi hoặc liên hệ với tôi qua cái số Zalo phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.